giờ không thổi thì thổi miếng đỏ thôi. Khôn thế. Khôn đấy. Em khôn đấy. Cành nó cành. Nhanh lên không đúng không kịp. Phải nó cho cành nhỉ, phải ăn riêng này này, ăn lộn vào không thích đâu. Đúng ý. Gọn mồm thế nhỉ. Sợ ăn mất con thịt. Đấy, vây đun xong rồi cái kia. Nhanh chưa?